Kính thưa quý vị quan khách, lời đầu tiên chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị hiện diện trong hội trường này. Cái nóng của thời tiết ngày hôm nay không ngăn cản được bước đi của quý vị, bởi vì cái nóng ở trong lòng của quý vị chắc chắn nó cao độ hơn là cái nóng ngoài trời ngày hôm nay. Do đó trong cái hội trường xinh đẹp này, tôi thấy quý vị đã đến đây đông đủ. Điều đó chứng tỏ quý vị quan tâm tới những vấn đề mà Linh Mục Nguyễn Văn Khải sẽ trình bày. Với tư cách là trưởng ban tổ chức, chúng tôi cảm ơn tất cả những quý vị ở San Jose này, đặc biệt Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Giáo sư Ngô Đức Diễm, luật sư Trần Nguyễn Văn Hướng và nhiều thân hữu khác như chị, anh chị Ý Tình và những thân hữu đã giúp cho chúng tôi liên lạc và phổ biến tin tức này. Thưa quý vị, phong trào giáo dân đứng ra đạt giấy mời, nhưng thật sự không có những thân hữu tại địa phương, chúng tôi không có thể nào làm được công việc này. Và đặc biệt, chúng tôi vô cùng cảm ơn các cơ quan truyền thông, có những cơ quan truyền thông đã không quản ngại đăng báo, phát hình mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Chúng tôi xin được cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị. Buổi sinh hoạt ngày hôm nay không phải lời mời của phong trào giáo dân hay các thân hữu, mà có lẽ điều cái lý do chính như là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đã nói, chúng ta đang hướng về quê hương, đang chia sẻ với những đồng bào bị đàn áp ở trong nước. Có lẽ đó là cái lý do chính đến đây, bởi vì Linh Mục Nguyễn Văn Khải là một người sinh ra trong chế độ, lớn lên trong chế độ. Ông không là gọi là cháu ngoan Bác Hồ được, nhưng bây giờ ông là một biểu tượng, ông là một mũi xung kích trong suốt thời gian qua mà làm cho Cộng sản Hà Nội điêu đứng. Do đó, với tư cách là một tu sĩ, là một linh mục, là một ngôn sứ, Linh Mục Khải có bổn phận đem lời nói, đem chân thật đến cho mọi người. Và đó là cái lý do mà chúng tôi bằng mọi cách, cho cái lịch trình rất là khó khăn của cha, bởi vì cha tu học ở Roma, chỉ có một tháng hè qua đây, và chúng tôi đã lợi dụng tối đa và cũng xin với cha cho chúng tôi được tổ chức vào những thời điểm mà cha có thể đến được. Và San Jose, thung lũng hoa vàng, và cũng là cái đầu cầu, cũng là cái mặt trận mà Cộng sản lưu ý, bởi vì San Jose là nơi biểu tượng của đấu tranh, của đòi hỏi nhân quyền, của đòi hỏi dân chủ phát xuất từ thành phố này. Do đó, hôm nay phong trào giáo dân được cái hân hạnh đến đây cùng với quý vị để có được Linh Mục Nguyễn Văn Khải chia sẻ với chúng ta. Và từ những cái điều chia sẻ ấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành động lực, và chính cái động lực ấy sẽ nối kết chúng ta lại. Và sự nối kết ấy sẽ nối kết với những anh em trong nước, những đồng bào trong nước, để chúng ta làm nên một sức mạnh. Sức mạnh ấy quy tụ lại để có thể thay đổi được chế độ Cộng sản. Đó là mục tiêu sau cùng mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng mong muốn như vậy. Xin cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điện, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, cảm ơn ban tổ chức và toàn thể cộng đồng. Để cho ngắn gọn, từ đây cháu xin phép thưa là cả nhà. Cháu đứng lên đằng trước đây nói cho khí thế. Cháu xin lỗi. Ở Việt Nam cũng như ở Roma, cháu ở phòng không quạt điện, không máy lạnh, khổ đã quen. Hôm vừa rồi đi hành hương Missouri ở trong nhà các cha đồng công, phòng 7-8 cha có máy lạnh rất mạnh, mát vô cùng, sướng quá chịu không nổi bị cảm lạnh. Khổ đã quen, bây giờ sướng quá chịu không nổi, cảm lạnh mất tiếng, hôm nay tiếng vẫn chưa bình thường. Là cháu ạ, cảm ơn cả nhà đã có tình cảm tốt đẹp dành cho dòng chú cứu thế chúng cháu, cho giáo hội miền Bắc nơi cháu sinh ra lớn lên và phục vụ, và cho bản thân cháu. Cháu rất cảm động khi thấy mọi người dành
tình cảm cho chúng cháu đấy cũng là dành tình cảm cho các tôn giáo ở Việt Nam. Cháu nói ấy, nhà dòng như thế là dòng Nam duy nhất 554 không di cư vào Nam mà quyết ở lại Hà Nội, trả giá bằng việc rất nhiều giáo dân bị bắt bị tù lâu năm, trả giá bằng việc nhiều linh mục bị trục xuất khỏi Hà Nội, trả giá bằng việc 4 linh mục tu sĩ bị tù, trong đó có 2 tu sĩ bị cộng sản giết chết trong tù và 2 linh mục khác tù từ 68 đến 13 năm. Rồi cuối cùng chỉ còn 1 linh mục là sống sót cho đến khi nhận cháu vào tu là đầu tiên sau 554. Trên đời miền Bắc Việt Nam, nói ai đi tu dòng chú cũng thế, bất luận là lớn bé già trẻ thế nào, đã nói tu dòng chú thế ở miền Bắc sau 554 thì chắc chắn người đấy sẽ vào tu sau cháu. Mà lúc đấy cháu phải vào tu với tư cách là cha Vũ Ngọc Bích là em bà nội cháu về phát diệm đưa cháu ra đó tu, nhưng mà với tư cách là cháu ra giúp ông lúc tuổi già. Thế nhưng mà cộng sản là loại tà ma rất tinh quái, đánh hơi được cái rằng là cháu đi tu và cha Giả Bích giúp cháu tu, cho nên ngay khi ra mới tuần đầu thôi là đã bị cộng sản công an đó là hạch sách sách nhiễu và gọi lên đồn làm việc lên làm việc xuống từ năm 1987 cho đến khi cháu đi du học ở Roma. Thành thử ra nhờ làm việc với các cán bộ công an nhiều, cháu cũng có kinh nghiệm gọi là ứng phó với ma quỷ. Thế thì cháu nói là cái kinh nghiệm ứng phó với công an cộng sản trong từng trường hợp ở trong văn phòng cũng như trên trận địa thì rất nhiều, mà cháu nghĩ rằng là có lẽ buổi chiều tối nay ở nhà hàng Phú Lâm cháu sẽ chia sẻ tiếp, hoặc là quý vị nào hỏi cháu sẽ chia sẻ thêm. Nhưng bây giờ có lẽ là cháu nói ngay về hiện tình đất nước Việt Nam, về vấn đề tự do tôn giáo. Chương trình ở đây nghe nói là khoảng 5 giờ đến 5 rưỡi phải kết thúc. Bây giờ 3 giờ kém 15, cháu có nói nhiều thì đến 4 giờ kém 15, cháu nói nhiều đến 4 giờ. Sau đó mời các bác chia sẻ, cháu chia sẻ với các bác, rồi các bác chia sẻ là với nhau và với cháu, rồi chúng ta cùng trao đổi. Phải thế không thưa ban tổ chức? Xin mọi người cứ việc tự nhiên, cháu đây là con cháu của các bác ở đây, là con cháu trong nhà, chúng ta trong tinh thần một gia đình, cùng nhau hướng về đất nước của mình, quê hương mình, dân tộc mình, và chúng ta cùng nhau tìm kiếm và cùng nhau hun đúc cái tinh thần yêu nước, hun đúc cái tinh thần yêu quê hương, và cùng nhau tìm kiếm một giải pháp nào đó trong phạm vi bé nhỏ của mình, của cá nhân mình đấy, của tập thể nho nhỏ của mình ở trong cái khu vực mình sống, để làm sao mình có thể góp một phần nho nhỏ vào việc cái giải thể chế độ cộng sản ở Việt Nam, góp phần nho nhỏ vào việc cái trợ giúp phong trào dân chủ ở Việt Nam, góp phần nho nhỏ vào việc xây dựng các xã hội. Thế thì cháu xin trình bày ngay là vấn đề hiện tình đất nước là mỗi người á, mọi người ở đây đều thấy Việt Nam hiện nay là đang gặp nhiều hiểm họa, mà hiểm họa được nhiều người nói nhất đấy là mất nước. Dân tộc Việt Nam có thể bị đồng hóa với dân tộc Trung Quốc và đất nước Việt Nam có thể mất vào tay Trung Cộng. Đấy là cái mọi người lo nhất. Nhưng theo cháu thấy, cái mối họa thứ hai á, nó lớn nhất và nó là gốc của vấn đề, đó là cái tập đoàn cộng sản Việt Nam ấy, đấy mới là cái khốn nạn nhất, đấy mới là cái cần phải quan tâm nhất. Thế nhưng mà như cháu là linh mục, là tu sĩ thì cháu phải phục vụ dân chúng, nhưng cháu thấy các cái mối họa về lâu về dài là cái này, là cái kinh tế suy thoái nghiêm trọng, là cái văn hóa suy thoái và nhất là cái đạo đức suy thoái. Bây giờ giải thể chế độ cộng sản có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng bao giờ để khôi phục lại được cái văn hóa Việt Nam truyền thống hàng ngàn năm cô đọng lại, bao giờ để làm cho Việt Nam được phát triển về văn hóa khoa học kỹ thuật, và nhất là bao giờ để cho người Việt Nam gột rửa được hết những cái thứ ô uế tà ma ám ảnh do chế độ cộng sản mang vào, tức là cái đạo đức của người Việt Nam hiện nay á, là bị suy thoái nghiêm trọng. Người Việt Nam hiện nay á, là sống ở tình trạng vô đạo đức rất khủng khiếp. Cháu đi đây đó, ở các nước ở châu Âu mới sang Mỹ này, cháu thấy không có nước nào mà đạo đức xuống cấp như ở Việt Nam.
không thấy người ở đâu người ta tàn ác với nhau cho bằng người ở Việt Nam, và không thấy ở đâu mà nhà cầm quyền lại tàn ác với dân của mình bằng ở Việt Nam. Đấy là những cái biểu hiện đạo đức nó suy thoái. Thế thì cháu xin thưa với cộng đồng 5 điểm đấy nhé. Thứ nhất là cháu thấy đạo đức suy thoái là linh mục chúng cháu phải lo làm sao giúp người khác sống đạo đức, nhưng mình thấy dân mình cái đạo đức cái kinh quá. Đạo đức kinh là biểu hiện thế nào? Thứ nhất người ta rất ác với nhau. Hỏi ác thế nào? Thường giết người phá thai kinh khủng. Hà Nội, Sài Gòn, các thành phố đều có những phố phá thai mà quảng cáo công khai hút thai, nạo thai, phá thai. Nhà thờ Kỳ Đồng ở Sài Gòn, nhà thờ Thái Hàm trong Hà Nội một ngày nhận không biết bao nhiêu thai nhi lớn bé để về hỏa thiêu cũng như ăn bán. Người Công giáo là người đạo đức nhất nước. Cháu dám chắc như vậy, và một bản nghiên cứu của chế độ Cộng sản cũng nhận rằng người Công giáo với người Tin lành là đạo đức nhất nước. Tệ nạn xã hội nơi người Công giáo và nơi người Tin lành là thấp nhất nước. Ấy thế mà ngay trong khối người Công giáo ấy, cách đây 5 năm cháu nhờ một tổ chức phi chính phủ kêu là Trung tâm Nghiên cứu Giới và Gia đình trong Phát triển ở Hà Nội. Họ nghiên cứu, cái tổ chức đó nhận tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Họ đến giáo xứ Thái Hà họ nghiên cứu, thì ở nơi nữ giới thì thấy rằng 20% số phụ nữ, 20% số phụ nữ trong độ tuổi sinh nở phá thai ít là một lần. Tức là 10 người có 2 người phá thai. Trong cái khối dân đạo đức nhất là dân mình đấy, được dạy dỗ nhất mà còn phá thai như vậy. Hỏi rằng những người không được dạy dỗ về đạo đức, những người vô thần thì còn phá thai biết là dường nào. Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ ở Sài Gòn, trung bình nhá, thì lúc cháu tính từ cách đây 5 năm trước, ở Sài Gòn cứ một trẻ em được làm giấy khai sinh thì gần 2 trẻ em khác đã bị phá thai, gần 2 trẻ em khác bị giết. Thế cháu tính là tối thiểu ở Việt Nam bây giờ một em khai sinh thì đã có 2 em khác bị chết rồi. Tức là như chúng cháu đây sống là đang sống thay cho 2 người khác. Mình được may mắn như vậy, ác như vậy. Và nhà cầm quyền đó là phá thai công khai, phá thai trắng trợn, ép triệt sản công khai, ép triệt sản trắng trợn. Cháu về giáo xứ Quần Phương ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu để giảng đại phúc, gặp các bà vào xưng tội. Theo lệnh Đức Giám Mục không thể giải tội cho những người phá thai triệt sản. Triệt sản tức là các cơ quan sinh sản, vô hiệu hóa cơ quan sinh sản. Thế các bà khóc lóc nói khổ thân chúng con quá cha ơi, khổ thế nào? Chúng con ở đây đẻ mấy con rồi nhưng mà bị đội kế hoạch hóa gia đình của nhà nước, họ về làng, họ ép chúng con kế hoạch hóa gia đình, tức là ép phá thai, ép triệt sản. Chúng con trốn ở ngoài đồng thì họ rêu rao tên chúng con ở trên loa truyền thanh của xã, họ làm nhục chúng con, rồi họ cho dân quân đó là đi lùng bắt chúng con. Chúng con trốn ở ngoài đồng cũng trốn được vài ngày thôi, đói khát phải về làng, thì họ bắt được, họ đưa ra trạm xá, họ triệt sản cưỡng bách chúng con đi. Thế bây giờ chúng con vì thế mà lại không được xưng tội rước lễ, khổ thân chúng con quá. Thấy tàn cử triệt sản cưỡng bách, rồi sinh con ra quá là họ không cho giấy khai sinh. Rất nhiều em ở Việt Nam hiện nay không được giấy khai sinh. Nếu được giấy khai sinh thì phải nộp phạt rất nhiều tiền. Nông dân làm một vụ không được lời lãi bao nhiêu thóc lúa cả, thế mà nộp phạt. Có trường hợp sinh con ra, cháu đến giáo xứ Nam Lỗ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Các bác ở đây có ai Thái Bình, huyện Đông Hưng? Cháu giảng ở giáo xứ Nam Lỗ, đi thăm một gia đình, vào một cái gia chủ nói: thằng Hoàng mang nước lên đây pha trà mời cha uống nước. Cháu cười cho sao bác vậy, kêu em đó là phạt. Bảo đấy, cha xem cái sổ thuế con đang để trong cái tủ buffet này, con đẻ cháu ấy là vượt kế hoạch của nhà nước, thằng hợp tác xã này nó phạt con 7 tạ thóc. Con buồn quá đặt tên luôn cháu là thằng Hoàng. Ở xứ Nam Lỗ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đấy, cho nên là đạo đức đó, bây giờ là nó sa đọa. Vì nhà nước là cưỡng ép phá thai, cưỡng ép kế hoạch hóa gia đình, và người ta phá thai thường xuyên. Những bà mẹ mà dám giết con mình thì hỏi rằng, những ông bố dám giết con mình từ trong bụng mẹ hỏi rằng có tội gì ở ngoài thế gian người ta không dám phạt. Cho nên người ta bạo lực với nhau, vô cùng bạo lực. Bạo lực bằng miệng, bạo ngôn, bạo lực bằng hành động, bạo hành. Chuyện đánh vợ chửi con là rất phổ biến. Ông phó trưởng khoa địa lý Đại học Văn khoa Sài Gòn đánh vợ gãy tay. Đánh nhiều lần không kể, đánh vợ gãy tay rồi
thì lúc đấy báo chí nói công đoàn trường mới can thiệp. Đấy hạn trí thức mà còn vậy. Còn bình dân đấy thì khỏi nói rồi. Nghĩa là chuyện đánh vợ chửi con là chuyện cơm bữa. Cơm bữa, phải nói là cơm bữa. Đi trên phố có lần cháu đi xe máy, cách đây 5 năm trước cháu còn đi xe máy tự do được. Cháu đi mà thấy có anh thanh niên chở vợ đằng sau, mà một tay chạy xe máy, tay này cứ thế là đấm vợ như thế này, rồi là xé quần vợ và xé cái quần jean rách luôn, ngay trên mặt phố. Nó bạo lực như vậy, giết người, đánh người, bạo lực không thể kể được. Ở xứ Thái Hàn cháu thấy một em thế này, bị thương ở môi. Cháu hỏi làm sao mà con bị thương ở môi như vậy, con bị ngã à? Bảo không, con bị các bạn đánh. Hỏi làm sao đánh, bảo con đang đi trên đường Đoàn Thị Điểm. Đường Đoàn Thị Điểm nó gần phố Hàng Bột xưa, nếu ai Hà Nội thì biết. Con đang đi ở đường Đoàn Thị Điểm, có mấy bạn bảo con rằng là nhìn đều bạn ấy, và các bạn lao sang con đánh con bị thương. Ấy thế nhưng mà cái chuyện mà các thanh niên với thiếu niên ở Việt Nam ấy, bây giờ ngồi chơi ở trên đường cái này, thấy người khác đi qua lao ra đánh là bình thường. Thanh niên thiếu niên ngồi trên đường mà thấy người khác đi qua hay thấy người khác vào làng mình lao ra đánh là bình thường. Nhất là thấy các thanh niên thiếu niên lạ mà đi vào là bị đánh chết là bình thường. Đánh á, đi qua này mà mình không nhìn đám đấy á, mà mình cứ lực đi qua này, nó xông ra nó đánh, nó bảo mình khinh nó, không cần nhìn nó. Còn nếu mà mình lỡ liếc mắt nhìn nó mà đánh á, thì nó lại lao ra đánh, nó bảo mình nhìn đẹp nó. Kiểu gì nó cũng đánh. Cho nên ở Hà Nội mới kể cái chuyện vui rằng là có một anh đang đi qua thì bị mấy anh kêu lại hỏi tội để đánh. Thằng kia, ai cho mày cười đẻo tao? Anh nó nói, dạ thưa các anh, em không cười đẻo các anh, tại vì liên em bị méo. Xong nó lại lấy lý do đánh, mày không cười đẻo chúng tao thì mày nhìn đẻo chúng tao. Họ dạ thưa, không phải, tại mắt em bị lé. Vậy thì mày vẫn đáng tội chết, phải đánh mày, vì mày đã xấu mà còn phạm cái tội gây chú ý cho người khác. Điều gì cũng lấy lý do đánh được. Cho nên thiếu đạo đức như vậy. Giết người, đánh người, ăn cướp của người, cán bộ ăn cướp của dân, người dân ăn cướp của nhau. Và người ta chỉ tìm cách làm sao ăn cướp được của người khác là người ta mừng. Đi xem hội chợ gọi là hoa anh đào của Nhật Bản. Sứ quán Nhật Bản họ tổ chức một hội chợ và trưng bày hoa anh đào. Thế mà mọi người già trẻ lớn bé có học đạp dẫm lên nhau để giật các cái cành hoa anh đào tươi đẹp đó để mình được vài nhánh. Hội chợ xuân ở bờ hồ Hoàn Kiếm đầu năm mới, bao nhiêu nghệ nhân làm các tác phẩm hoa tranh nhau vào dẫm đạp lên, giày xéo lên và giật hoa. Dân chẳng làm gì cả, nhưng mà ăn cướp người khác, cướp mình cướp. Trên đường thế này thấy người ta đi gặp tai nạn, bị cướp giật rồi người ta đánh để đổ đồ ra ngoài đường, đánh rơi tiền ra ngoài đường, thay vì lo bắt cướp, thay vì lo giúp nạn nhân, lo đi cướp tiền của nạn nhân. Phổ biến vô đạo, tìm cách cướp tiền của người khác. Còn cái chuyện mà đi đến các nơi hành hương, nhất là nhà chùa như chùa Hương hay là chùa Thầy, chùa Tây Phương chẳng hạn, là gửi xe là bị chém đẹp, mua nước là bị chém đẹp, mua đồ chơi cho trẻ em bị chém đẹp, ví dụ mua quả dừa. Ai mà vào Thanh Hóa chỗ bãi biển Sầm Sơn mùa này đi tắm mà mua dừa đó là kiểu gì cũng sẽ bị chém đẹp. Bao nhiêu quả dừa? 30.000. Thôi 15.000. Ok. Đến lúc lấy 3 trái, 3 trái vẫn đòi 65.000 như thường. Sao thế? Bảo lúc nãy bác mặc cả là chỉ mặc cả một trái này thôi, còn hai trái này trắng trợn như thế. Trắng trợn như thế. Vào nhà hàng quán nhậu chém đẹp. Cho nên không ở đâu trên thế giới này, ở Hoa Kỳ này đi một đoạn lại thấy có một cái nhà nghỉ, có chỗ vệ sinh, có chỗ mua bán ăn uống rất là phải chăng. Vào nhà hàng ở Hoa Kỳ này chứ mà rẻ hơn vào nhà hàng ở Việt Nam đấy. Có chỗ chăm sóc người dân rất tử tế. Nhưng ở Việt Nam ấy, đi xe là bị đi xe tù, đi xe là bị đi xe cướp. Nghĩa là mình thấy mình lơ ngơ ra chiếc xe, chưa kịp hỏi nào là nó cướp, nó dồn mình lên xe, nó chở. Và nó đòi tiền rất cao. Đi xe cướp nó đành đòi chở đến chỗ cái tiệm cơm nào đó, dồn mình vào quán cơm, đóng cửa lại, bắt mình phải ăn, phải trả tiền với giá rất đắt. Ở Việt Nam nó có cái nạn kêu là xe cướp cơm tù. Xe cướp cơm tù, và bao nhiêu người trở thành nạn nhân, không những mất tiền mà còn mất mạng nữa.
một cái chính quyền cán bộ công an ở địa phương á, ăn cánh hết với cái giới nhà hàng, với cái giới đi xe rồi, cho bằng giả vẫn lái chết người kệ ai, tiền thầy công an bỏ túi. Không có cái nghề công an nào mà ăn cướp đường mà cướp trắng trợn như thể công an giao thông ở Việt Nam, mà không có cái công an nào mà phải bỏ ra nhiều tiền để được ra đứng đường như công an giao thông ở Việt Nam. Nhà nước cướp của dân, công an cán bộ cướp của dân và người dân cướp của nhau, nó loạn đấy, cướp tiền còn sống vô cảm thì khỏi nói rồi, thấy những chuyện nguy hiểm trên đường kệ nào xếp chết, tớ nhắm mắt đi ngoài, nó tan thương. Thấy người bị nạn trên đường không giúp, bình thường. Thấy những cái hố ga nguy hiểm không ai cao cắm biển báo, bình thường. Thấy cát rơi trên đường bỏ đi qua, bình thường. Cái bệnh vô cảm nó phổ biến ở Việt Nam. Rồi ăn chơi, ăn nhậu, cháu nói đi khắp thế giới, không phải đâu rượu bia nhiều cho bằng Việt Nam. Không một nước, không một cái nước nào như Việt Nam, tỉnh thành nào cũng có nhà máy bia của mình. Tỉnh thành nào cũng có rượu bia của mình. Hà Nội có bia Hà Nội, Huế có bia Huế. Huế có bia là Cuda, hãy uống đi anh. Sài Gòn có bia Sài Gòn, Đà Nẵng có bia Đà Nẵng. Chỗ nào cũng nhà máy bia, chỗ nào cũng nhà máy rượu. Không đâu rượu bia bán đó tràn lan cho bằng Việt Nam. Và không đâu người dân ăn nhậu cho bằng Việt Nam. Và không đâu quan chức ăn nhậu sa đọa như Việt Nam. Làm việc thì ít, đi ăn nhậu thì nhiều. Mà khiến ăn nhậu cho chính những vợ con của các quan chức cũng phải phát điên lên, cũng phải phát khủng lên. Nhất là từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Tây thì càng kinh khiếp. Cháu đi cháu thấy, nghĩa là nhậu triền miên, say triền miên. Và đánh vợ chửi con, và từ nhậu say rồi nó sinh ra là mãi dâm, nó sinh ra là lạm dụng tình dục, nó sinh ra đánh vợ chửi con, án mạng tràn lan hết. Một cái xã hội tràn ngập trong bạo lực, vì cộng sản chủ trương bạo lực cách mạng. Ăn nhậu kinh khủng lắm, ăn nhậu thâu đêm tối ngày. Đến lúc đấy, như chúng cháu đây là người dạy rằng là phải ăn uống cho điều độ, phải lo ăn uống cho điều độ. Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Mình muốn sống lâu phải ăn uống cho điều độ, ăn uống cho đủ dinh dưỡng, đừng thiếu mà đừng thừa. Ăn làm sao cho nó đẹp mặt thì ăn, ăn làm sao cho nó khỏe thì ăn, ăn làm sao cho sống lâu thì ăn, ăn làm sao cho yêu thương mọi người hơn thì ăn. Chứ ăn làm sao say sướng, nó khiến những người cùng bàn với mình thành kẻ thù, đâm chém nhau thì chết. Ăn làm sao cho yêu thương nhau hơn thì ăn. Chúng cháu có là linh mục phải có bổn phận giảng dạy vậy. Vậy chứ nhưng mà ngay giáo dân lên ngơi cho một cái cũng ăn nhậu luôn, rồi cũng đánh nhau luôn. Cái nguyên tắc ăn uống là ăn cho điều độ và cho đủ dinh dưỡng. Bởi vì vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn lại. Ăn càng nhiều bụng càng to thì càng giảm thọ. Ấy thế nhưng mà cứ ăn uống tràn lan, nhậu tràn lan, cô đọng các dân uống là gì nhờ? Cứ bất chấp đọng. Rồi á, mình thấy cái hiện trạng đạo đức ở Việt Nam cho thấy là đáng báo động. Và họ vô cảm, họ không yêu nhau thật, không yêu người thân trong gia đình mình thật, không yêu làng xóm láng giềng thật, không yêu quê hương đất nước thật. Cho nên các bác ở đây mà các bác biết rõ về Việt Nam hơn người ở Việt Nam một cách bình thường. Các bác ở đây các bác hướng về quê hương, yêu quê hương hơn và tìm cách đấu tranh để bảo vệ quê hương đất nước hơn là đảng đa số ở Việt Nam. Vì Việt Nam họ bị bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, trói chân, trói tay. Vì Việt Nam họ bây giờ dưới chế độ cộng sản đã tuyên truyền giáo dục lâu ngày cho họ thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức, thiếu cái tình yêu quê hương đất nước thì đâu có làm gì được. Cho đấy, cái cho thấy sợ nhất là cái đạo đức suy thoái. Mà con không phải chỉ đạo đức suy thoái mà văn hóa suy thoái. Văn hóa suy thoái. Cháu phải nhìn đồng hồ chứ không? Cháu mà đã nói rồi á, biết cửa đâu đất đâu. Bởi vì chuyện nọ nó sọ chuyện kia, mình thấy nhiều bức xúc. Là cháu thấy vậy. Cái văn hóa nó suy thoái. Ở Việt Nam cháu đi học từ mẫu giáo cho đến sau đại học. Mà từ mẫu giáo đã nhồi sọ cộng sản. Không có dạy cho trẻ biết yêu thương bố mẹ, yêu thương anh em. Vừa vào mẫu giáo một cái đã dạy ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng, ai hơn yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, toàn bố lão. Cháu về cho hỏi với đứa cháu, bảo hát bài cho bác coi, hát bài Hồ Chí Minh. Bác Hồ, cháu bảo ông mày gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là bác, bố mày gọi là bác, bây giờ mày cũng lại gọi là bác, đúng là láo thật loạn luôn. Ai dạy chúng mày như thế nào? Người ta bằng đấy tuổi đi gọi là bác, mà ai chủ trương dạy trẻ em gọi
người lớn tuổi đã chết mấy chục năm rồi, bác như vậy là loạn luân, là phản văn hóa. Mà bác đã yêu, bác có yêu cái thân bác, cái bác làm thịt chúng mày có. Đây là cháu biết chuyện này lớn lên thế nào thì con biết. Cháu học hết lớp 12, 17 tuổi, cao 1m37, nặng 37 cân, cao 1m47, nặng 37 cân. Vào tu ở dòng chú Thế Thái Hà bị sốt xuất huyết gần chết, đưa vào viện cấp cứu, lúc mình tỉnh dậy thấy đang nằm trong quanh. Hỏi làm sao, bác sĩ nó bảo thấy ông bé quá, gầy quá, nhỏ quá, chúng tôi tưởng ông là chú Nhi, tên ông chúng tôi không biết thì ông mất rồi. Thì chúng tôi thấy ông bé là cho ông nằm trong khoa Nhi chứ thắc mắc cái nỗi gì. Mà còn chữ sốt xuất huyết, cháu nhớ năm 87 cháu vào đó tu chữa sốt xuất huyết, mà chết mấy chục người trong viện Đống Đa, họ cho lên xe bò họ chở như chở ra súc chết trong cái tư. Mà cháu sống được cũng là nhờ ơn Chúa, rồi ơn Đức Mẹ. Cho nên ở Hà Nội nó có cái câu là vào Đống Đa ra Văn Điển, có nghĩa là vào bệnh viện Đống Đa thì ra nghĩa trang Văn Điển. Bác ý chưa hay vậy. Mà cháu vào Đống Đa chưa ra Văn Điển tức là may rồi. Thế thì đấy, suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Có bác Nguyễn Chí Thiện ở trước ở Hà Nội hay đến nhà ông bà cố cha Hùng, tức là ông bà cố Hùng tức là thân phụ thân mẫu của cha cũng phải phục về trên chúng cháu, biết chúng cháu từ nhỏ. Cho nên ông hay đọc những bài thơ mà chỉ có được phép học thuộc lòng chứ không được phép ghi chép. Chẳng hạn bài này: Bác Hồ với lại Bác Tôn, hai bác đều thích ôm hôn nhi đồng. Nước da mặt hai bác màu hồng, da mặt các cháu nhi đồng màu xanh. Giữa hai cái mặt bành bành mấy khăn quàng đỏ quấn quanh cổ cỏ. Cháu nói ở đây những ai ở Việt Nam nghe xem lại các cái hình mà Hồ Chí Minh với Tôn Đức Thắng ôm hôn các cháu nhi đồng thời thập niên 60, 70, 80, chắc có đúng như vậy, đúng 100%, đúng không thể cãi được. Và cháu đây cũng là một trong số nạn nhân đấy. Đấy, cháu nói mà người mà hết tú tài rồi, có giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự rồi mà mình có 1m47, có nặng có 37 cân, ốm một trận còn 33 cân. Thế đấy nhá, cái văn hóa nó suy thoái. Văn hóa nó suy thoái là nghiêm trọng. Người ta dạy dỗ không ra làm sao cả. Văn hóa nó suy thoái là do chế độ cộng sản ấy, người ta toàn tuyên truyền thôi, người ta toàn dạy chính trị thôi, người ta không lo dạy khoa học thật. Giả dụ có dạy khoa học cái chăng nữa thì người ta lại hướng khoa học vào mục đích chính trị, tức là người ta bảo khoa học phải phục vụ chính trị. Cháu học nên cháu biết, cho nên họ dạy khoa học thì ít, dạy chính trị thì nhiều, mà họ không có thực tâm làm khoa học. Họ chỉ lo lấy thành tích thôi, cho nó sinh ra cái bệnh thành tích, biến các học sinh sinh viên thành cái nấc thang cho các cán bộ tiến thân. Học dốt không ở lại lớp, cứ lên lớp. Học dốt, giáo viên không cần sửa dạy, không cần sửa dạy, cứ cho lên lớp sửa dạy bất cập trong môi trường. Bằng tiến sĩ nọ tiến sĩ kia thế, nhưng mà toàn là cháu nói nha, có thể là bằng thật nhưng mà học giả, có thể là bằng giả học giả, cái chuyện đó là phổ biến. Các ông tiến sĩ đấy mà các ông vẫn nói ngọng như thường, viết không có đúng câu đúng chính tả đâu. Cháu đã từng gặp một giáo sư kêu là tránh văn phòng Bộ Giáo dục mà viết một cái giáo trình mà sai chính tả chữ pháp, sai logic meo meo mà làm giáo sư. Vậy đấy, nhà nước cộng sản Việt Nam mới mở cửa cho các tư nhân và tập thể trong nước và ngoài nước mở trường giả, dạy cho các cán bộ thật, cấp bằng thật cho các cán bộ thật, mở trường giả dạy cho các cán bộ thật cấp bằng cao cấp để cấp bằng thật cho họ, nhưng mà bằng thật đây là thật giả. Mà dạy có cái chương trình mà dạy ngay tại Hà Nội cho các cán bộ trung ương và địa phương ở Hà Nội, dạy trường đại học ma của Mỹ vào Hà Nội, dạy chương trình tiến sĩ cho các cán bộ trung ương và địa phương ở Hà Nội, dạy 6 tháng cấp bằng tiến sĩ không cần biết tiếng Anh, ghê chưa? Không phải cháu nói mà báo của nhà nước Việt Nam nói 6 tháng cấp bằng tiến sĩ không cần biết tiếng Anh. Đang khi đó chế độ cứ suốt ngày giao rêu dạy chúng cháu rằng nền giáo dục đào tạo của Việt Nam là nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, theo kịp đà tiến của nhân loại, và Việt Nam chủ trương là đi tắt đón đầu để đưa Việt Nam phát triển ngang tầm thời đại, và Việt Nam có thể làm được. Toàn nói khép thôi. Cháu học khoa học cháu biết, học khoa học của mình phải từng bước, từng bước, từng tí, từng bước, hết bước 1 đến bước 2, hết bước 2 đến bước 3,
Chứ làm khoa học mới đào tạo mà đòi đi tắt đón đầu chỉ là thái độ của thằng ăn cướp. Chỉ là thái độ của quân ăn cướp mới đi tắt đón đầu. Và đấy là cái khôn vặt. Chỉ có đi chôn chỉa những thành tựu khoa học của người khác về làm của mình, chôn chỉa những cái thành tựu văn minh của người khác về làm của mình, chỉ hưởng thụ thôi, chứ bao giờ mà mình làm ra được. Bao giờ thì tự mình làm ra được điện thoại di động, bao giờ tự mình làm được xe hơi, bao giờ tự mình làm được máy bay tổ thủy. Nó là như vậy. Cho cái văn hóa nó suy thoái, nó di lụy lâu dài. Nó không có cái căn bản khoa học bên dưới đất nước làm sao phát triển được. So sánh với Thái Lan, với Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan thì mình xấu hổ vô cùng. Vì cái hoạt cộng sản. Đấy là cái kêu là văn hóa suy thoái. Cái thứ ba là kinh tế suy thoái. Cháu ở Việt Nam thì cháu thấy khổ. Thấy khổ vì sao? Vì người dân suốt ngày, suốt đời phải lo chạy ăn. Ngày xưa thì chạy ăn. Ngày xưa nhà quê chúng cháu gọi là lo chạy gạo. Chạy làm sao cho có đủ gạo để mà ăn từng bữa một. Gọi là chạy ăn từng bữa. Về sau này qua cái thời phải chạy ăn từng bữa thì bây giờ phải lo chạy nhiều thứ hơn. Bây giờ sinh con ra phải chạy giấy khai sinh. Chạy giấy khai sinh xong rồi chạy trường. Chạy trường rồi chạy lớp. Chạy lớp rồi chạy điểm. Chạy điểm khi tốt nghiệp rồi thì lại lo chạy việc, chạy chỗ làm, chạy việc rồi thì lại lo chạy chức, lại lo chạy quyền, rồi bắt đầu lại lo chạy tiền, rồi lo chạy chỗ, rồi lo chạy nhà ở, chạy đủ thứ cả. Cho nên cái người Việt Nam suốt ngày họ căng thẳng, cho nên cái người ta trông cái vẻ mặt nó rất khắc khổ, rất đáng thương. Cháu ở Việt Nam trông thấy những thiếu nữ trẻ mới lấy chồng được 1-2 năm có một đứa con, không có tuổi trung niên, đang là tuổi thanh thiếu niên để bước sang tuổi già ngay, trông rất khổ. Cháu chụp được những tấm hình, có những phụ nữ độ tuổi gần 40-40, cháu đưa cho những người ở Mỹ này xem, bảo bao nhiêu người bảo 60, người bảo 70, người bảo 80, cháu bảo sai ghép, mới chưa đến 40. Ở Việt Nam thì người ta khổ vì đói, nghèo, gầy. Còn ở đây á, ở Mỹ thì cháu ra đường nhìn thấy người ta lặc lè, khổ vì béo. Ở đây khổ vì thừa thức ăn, kia khổ vì thiếu thức ăn. Nội cái tỉnh Thanh Hóa và Kỳ Giáp Hạt cách đây 2 tháng, 3 tháng vừa rồi, mà người ta tính của nhà nước Việt Nam tính có đến 250.000 người thiếu ăn. Một tỉnh Thanh Hóa khoảng 250.000 người thiếu ăn, thống kê chưa đầy đủ. Thế mà cũng một tỉnh Thanh Hóa cách đây hơn chục năm, người ta thống kê được một cái số lượng cán bộ, nội số lượng cán bộ của tỉnh Thanh Hóa đã nhiều hơn tổng số lượng cán bộ của thời thực dân Pháp gồm 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Kinh lắm. Càng đông cán bộ cộng sản, dân càng đói càng nghèo. Thế thì kinh tế nó suy thoái là vì đâu? Ở Việt Nam cái hiện tượng hiện nay, quý vị có thể kiểm chứng được ngay. Trứng gà Việt Nam đắt hơn ở đây. Trứng gà Việt Nam đắt hơn. Thịt ở Việt Nam đắt hơn ở đây. Ngô ở Việt Nam đắt hơn ở đây. Nói chung lương thực thực phẩm ở Việt Nam đắt hơn ở đây. Nhà ở Việt Nam đắt hơn ở đây. Xe hơi ở Việt Nam đắt hơn ở đây. Xăng ở Việt Nam ấy, xăng dầu đắt hơn ở đây. Cái gì cũng đắt hơn ở đây. Nhưng lương làm cả tháng chỉ bằng ở đây làm một ngày. Làm cả tháng vất vả. Sài Gòn là nơi dễ kiếm tiền nhất. Công nhân trung bình được khoảng 3 triệu đồng một tháng, tức khoảng 150 đô la. Mà với cái giá lương thực thực phẩm nhà ở vậy, hỏi người ta sống bằng cái gì? Cho bữa ăn của công nhân càng ngày càng nghèo, càng ngày càng đạm bạc. Và suy dinh dưỡng là một chứng triển miên, trông thương không thể tưởng. Và nhà hàng ở Việt Nam cũng vì vậy mà nó đắt hơn ở Mỹ này. Và đi nhà hàng ở Việt Nam tốn tiền hơn nhà hàng ở Mỹ này. Thế mà tại sao ở Việt Nam lại lắm nhà hàng như vậy, đông người ăn như vậy? Cưa toàn cán bộ đi ăn cướp được của người khác và ăn trên xương máu đồng bào. Toàn là cán bộ cộng sản và cái giới, các cái nhóm lợi ích ăn chia với cán bộ cộng sản. Thì nhóm đấy tiêu không hết tiền, ăn trên xương máu đồng bào. Nên kinh tế nó suy thoái. Ở các nước như tự do thì kinh tế nó phát triển theo chu kỳ. Có lúc phát triển, có lúc có giai đoạn khủng hoảng tạm thời rồi nó lại phát triển. Còn ở Việt Nam cái kinh tế nó có khủng hoảng triền miên. Nó chẳng có đi theo quy luật của thế giới. Nó chịu sự tác động quy luật phát triển kinh tế thế giới, nhưng nó không đi theo các quy luật đó. Vì cái chế độ cộng sản cầm quyền, họ chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là họ ép cái thị trường tự do theo cái khuôn khổ của họ, đặt cái đuôi xã hội chủ nghĩa vào, nó làm hỏng hết mọi chuyện. Họ nắm hết các cái ngành kinh tế huyết mạch, họ lập những tổng công ty trong những ngành kinh tế trọng yếu đó do nhà nước quản lý.
chiếm tài sản của quốc gia và chiếm tiền thuế của dân. Ví dụ như tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam lỗ vốn 85.000 tỷ đồng, tức hơn 4 tỷ đô la. Tiền đó ai chỉ còn cưa là dân đóng thuế chỉ. Còn cán bộ chẳng chết ai, tiền vào túi các cán bộ từ trung ương địa phương hết rồi. Và chẳng có xử lý ai cả để cho chìm xuống. Cái nền kinh tế nó quái nào? Nó chủ trương xây dựng một nền kinh tế như vậy là còn đất đai thì đất đai nó chủ trương là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Mà nhà nước là ai? Nhà nước là các cán bộ cộng sản. Nó thích cướp của ai nó cướp, thích cướp lúc nào nó cướp. Một cái nền kinh tế như vậy thì nó khiến cho người dân điêu đứng vô cùng và khiến cho người dân lầm than vô cùng. Bây giờ thì cái số người đói ít hơn 15-20 năm về trước, nhưng cái số người điêu đứng và bần cùng thì nó lại gia tăng hơn. Và cái đời sống xã hội bây giờ nó đảo điên hơn 15-20 năm về trước, rất tăng hơn. Bây giờ trong các đô thị lớn xuất hiện những khu ổ chuột kinh khủng, ăn bẩn, ở bẩn, nước bẩn. Ngay ở cạnh nhà thờ Thái Hà, trung tâm thủ đô Hà Nội, ở quận Đống Đa, cách nhà thờ 200-300 mét là những khu ổ chuột thấp lè tè thế này, mà phải đào giếng nước giếng vàng khè từ trong những khu ổ chuột, mà phải dùng nước trộn bẩn, nước giếng những con nước mặn, mà ăn ở bẩn thỉu vô cùng, mà ngập ngừa một cái nước ngập ngang cổ. Thế thì mình thấy là đời sống của người dân rất lầm than, và kinh tế của Việt Nam là khủng hoảng không lối thoát. Chưa kể là nhà nước mở cửa cho Anh Trung Quốc nó vào, Trung Cộng vào hàng hóa Trung Cộng tràn ngập hết Việt Nam, và Trung Cộng tìm cách cướp hết tài nguyên khoáng sản cũng như lương thực thực phẩm tốt của Việt Nam và đưa sang những lương thực thực phẩm xấu, nhiễm độc và những sản phẩm kém chất lượng của họ như xe máy Trung Quốc đi vài bữa hỏng và bốc cháy là chuyện thường xuyên. Hàng hóa Trung Quốc cập tràn nó giết chết nền sản xuất của Việt Nam. Cái kinh tế ở Việt Nam là chúng cháu thấy là thật là nghiêm trọng. Nó khủng hoảng mà nó khủng hoảng không lối thoát do cái chế độ cộng sản Việt Nam, nó gọi là cố chấp và gọi là lì lợm trong cái đường lối sai lầm của mình, mà cứ bảo đấy là con đường lối quan, đường lối là khôn ngoan, là đường lối đúng đắn. Nó dở người. Cho nên có ai nhà văn Việt Nam mới biết là không có cái ngu nào cho bằng cái ngu của cái kẻ mang tiếng là có học ở Việt Nam. Toàn là mang tiếng là có học là lãnh đạo đất nước. Đấy, thế nhưng mà thực chất là chẳng hiểu biết gì cả, nhưng cứ bảo cái mình làm ra là đúng đắn, là sáng suốt. Kinh tế nó khủng hoảng nó khiến cho cái đời sống nó càng loạn lạc. Đời tệ nạn xã hội gia tăng, trộm cướp gia tăng, đi điếm gia tăng, ma túy gia tăng. Ma túy ở Việt Nam bây giờ kinh khủng, đi đâu cũng gặp ma túy. Hở cái gì cái là mất nha. Hở cái gì cái là mất. Xe hơi mình dựng đầu bên đường chỉ nhoáng cái là mất kính, mất gương và mất bánh. Nhà Việt Nam ấy, nhà nào cũng như lô cốt cả. Nhà Mỹ này không cần rào trước mặt, từ đường là vào cửa. Cái nhà Việt Nam xây bê tông, cửa sắt mấy tầng đấy, nhưng mà vẫn phải xây thành thành lớp lớp, nhà nào trông vào cũng như lô cốt đấy. Các bác về Việt Nam các bác này, một cái xã hội nó bất an, nó sinh ra nhiều tệ nạn. Nhà nào cũng như lô cốt, các bác cứ xem mà xem. Rất nhiều tầng cổng và tầng cửa và tường cao ao sâu, nhưng không phải vì thế mà không tránh được mất trộm đâu. Vì nó nghèo đói quá, bần cùng thì sinh đạo tặc. Tệ nạn rất nhiều, cháu đến cái họ Đạo kêu là họ Đạo Ngạc Sơn, nằm ở bờ sông Kỳ Cùng, ở thành phố Lạng Sơn, cách Trung Quốc khoảng 15 cây số. Cháu vào rất buồn thay ở đó, thấy lên ngắm biệt toàn các bà các cô rất trẻ, khá đẹp. Cháu hỏi các ông đâu hết, các bà là cái trẻ con là mấy người già lắm. Thầy giúp sứ bảo thưa được là các ông là chết hết rồi, bảo làm sao chết, cư nghiện ma túy Trung Quốc. Trung Quốc nó mang cái thứ ma túy tổng hợp, nó dụ dỗ con em người ta dính vào cái con đường nghiện hút tệ nạn và chết sớm hết. Nghiện cái heroin thường đã nhanh chết, nghiện cái heroin tổng hợp của Trung Quốc nó bằng khoa học thuần túy làm sao rất nhanh chết. Cho nên là cả họ Đạo là hầu hết là cái giới trung niên đó là quá chậm, trông rất đáng thương. Thế có lần cháu đến một cái họ Đạo ở ngoại thành, thành phố Nam Định, cháu gặp một cha, cháu thăm một cha. Cha đó xin lỗi cha là không đúng giờ vì con phải bận làm lễ tang. Hỏi, cháu mới nhân tiện hỏi luôn,
thế lễ tang cụ hôm nay thọ bao nhiêu tuổi? Cha đã bảo dạ thưa cha, hai cụ mới được 50 tuổi. Tức là nó liên hoan duy trẻ, chết trẻ. Và ở Việt Nam rất nhiều làng bây giờ là ở vùng Quảng Ninh, Móng Cái gần Trung Quốc, cái Lạng Sơn gần Trung Quốc là rất nhiều làng bây giờ là quan người trẻ chết luôn, thanh niên chết. Thế là để cho con gái ở Trung Quốc sao nó lấy, nó thâm độc như vậy, kinh tế khổ, nó suy thoái, sinh ra lắm thứ tệ nạn. Đấy là cái thứ ba, kinh tế suy thoái, cái họa đó là nó đang đe dọa toàn dân Việt Nam, không riêng ai. Và hàng chục ngàn doanh nghiệp ở Việt Nam bây giờ là đang bị phá sản. Cháu điện thoại về hỏi thăm người dân trong xứ Thái Hà, người thì bảo nhà con sản xuất dây điện với công tắc điện, bây giờ chất hàng đầy kho không bán được. Người thì bảo nhà con có một căn nhà cho người ta thuê làm văn phòng, bây giờ người ta trả không thuê nữa, chúng con không được tiền đấy, thì chớ bây giờ còn phải mất tiền thuê người coi nhà. Mà bây giờ cho thuê rẻ không có người thuê. Người thì bảo là công ty con bây giờ đầu tư ngoại quốc vào ít, rồi là việc làm ít, bây giờ chúng con giảm 3/4 công việc mà vẫn không đủ việc làm, phải sa thải bớt công nhân. Người thì bảo con có dây chuyền sản xuất mì gói mà bây giờ đến 3/4 cái năng lực sản xuất của nhà máy là bỏ không, chỉ sản xuất cầm chừng 1/4. Thế là mình thấy tình cảnh rất đáng thương, rất đáng thương. Mà như vậy đó là sẽ còn người dân sẽ còn khổ. Còn cái giới quan chức cộng sản nó bóc lột lúc nào nó cũng sống phủ thế, còn chỉ có người dân lầm than cũng khổ, kinh tế nó khổ. Cái thứ họa thứ bốn là cái họa Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Cháu từ hơn 10 năm trước, cháu đi lên biên giới từ phía Quảng Ninh cho đến tới phía Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, thì cháu thấy này, từ biên giới Trung Quốc đến biên giới Lào và Campuchia cháu đi ấy, đến tận cửa khẩu Xà Xía, Hà Tiên sang Campuchia, đến tận nơi cho xem thì thấy rằng ở biên giới phía Bắc Trung Quốc lấn mình quá nhiều. Ngày xưa cháu đi học lịch sử bảo rằng có suối Nguyễn Phi Khanh, có ải Nam Quan, có chỗ ải Nam Quan xây mục Nam Quan ranh giới giữa Trung Quốc Việt Nam. Cháu hỏi biên phòng Việt Nam năm 2001, ải Nam Quan đâu, suối Nguyễn Phi Khanh đâu? Tôi học lịch sử thấy và đến đây thấy cổng cây số 0 ở cái đoạn đường này. Anh sĩ quan biên phòng bảo cái chỗ mà anh hỏi đã lùi vào đất Trung Quốc gần một cây rồi. Tôi hỏi lùi từ năm nào? Anh ấy bảo từ năm 1991. Anh nhìn xuống cái đường mà Trung Quốc nó viết ngang quốc lộ 1 nối từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nó vẽ một cái con đường đồng chạy ngang này phía đất Trung Quốc, cái con đường chỉ này để là 1991. Thế là biết sau cái hội nghị thành đô của Cộng sản Việt Nam gặp Cộng sản Trung Quốc năm 90, rồi nó xảy ra cái chuyện bán đất cho Trung Quốc, bán nước cho Trung Quốc là năm 91, là nó sơi phần đấy. Các bản dốc về Trung Quốc, bao nhiêu phần đất khác của Việt Nam về Trung Quốc, bao nhiêu mình không biết được. Những nhà khoa học dự đoán có 800 cây đến 1.000 cây số vuông, nước mình có 360.000 cây thôi mà. Bây giờ như vậy thì mình thấy là mất một phần rất lớn trong thời gian rất nhỏ. Mất một phần 360 là gì đó. Có đau. Đang khi ngày xưa thời nhà Lý, thời Lý Thường Kiệt lấy lại được mấy châu quận ở vùng Cao Bằng, Hà Giang bây giờ. Thế mà cái chế độ cộng sản cứ suốt ngày bảo rằng là họ là người giữ nước giỏi nhất, và cái thời đại của họ là thời đại Hồ Chí Minh, là thời đại chói người nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Toàn cho nói kép. Phải nói cho thật đấy. Lên đền Hùng bây giờ thấy họ kẻ vẽ cái bảng đề là các cụ có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước, bảo Hồ Chí Minh về thăm đây biết vậy, nói vậy. Cháu phải nói thật, các cụ đã có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau bán nước. Đúng nhất phải nói thật. Chế độ cộng sản bán nước Việt Nam, bán mà có license đấy. Năm 1958 Phạm Văn Đồng ký công hàm bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc. Văn bản còn đấy, có trên mạng bây giờ là thấy ngay. Trung Quốc nó hở ra. Bán được cái hiệp định biên giới với Trung Quốc đấy, bán được cái hiệp định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc đấy. Hiệp định vịnh Bắc Bộ thời nhà Thanh với Pháp ký cuối thế kỷ 19 là Pháp là Việt Nam, vịnh Bắc Bộ Việt Nam được 64% và nhà Thanh Trung Quốc đó là 36%. Đến bây giờ Việt Nam Trung Quốc ký hiệp định vịnh Bắc Bộ lại, Trung Quốc 46%, Việt Nam 54%.
rồi là lại để một cái vùng kêu là vùng khai thác chung. Thế cuối cùng là thế nào? Người dân Việt mình đánh cá trên vùng biển truyền thống mình vẫn đánh từ trước đến nay, bị Trung Quốc bắt tàu, bắt người, bắt phạt, rồi có khi bắn chết, mà báo chí Việt Nam không dám nói. Nói đúng hơn là không được nói. Đau đớn không? Là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang bán đất bán biển. Thế mà suốt ngày á, suốt ngày chung họ rêu rao rằng là Việt Nam Trung Quốc là tình hữu nghị tốt đẹp đậm đà. Thế mà Trung Quốc không chỉ chiếm đất biên giới, Trung Quốc không chỉ chiếm biển đông của Việt Nam, mà Trung Cộng còn vào chiếm đất ở nội địa Việt Nam dưới hình gia báo, đi khắp Việt Nam từ Móng Cái nha, chỗ Móng Cái mà có ai đây cũng giáo sư Trà Cổ Hải Ninh Móng Cái không? Chỗ gần giáp Trung Quốc, cái bãi biển Trà Cổ rất đẹp, bây giờ bán cho Trung Quốc không biết bao nhiêu năm rồi, nó xây thành đặc khu của Trung Quốc ở đấy rồi. Ngay tại Đà Nẵng á, bãi biển đẹp ở đó cũng bán cho Trung Quốc, nó đề tên luôn là bãi biển China đó. Thế trong báo chí Việt Nam lên tiếng chống mãi thì bây giờ nó mới hạ cái bảng bãi biển China ngay ở Đà Nẵng. Còn bán cho các công ty của Đài Loan với Trung Quốc 300.000 hectare rừng. 300.000 hectare rừng là bao nhiêu cây số vuông? Mấy nghìn cây số vuông hay mấy trăm cây? Các bác tính. Mà 300.000 cây số vuông mét rừng nó còn chưa kể là nó làm các nhà máy xí nghiệp để lập các làng Trung Quốc ở nội địa Việt Nam. Cháu rất buồn. Từ Hà Nội về quê cháu hơn 100 cây thôi. Từ Hà Nội về Ninh Bình 93 cây. Đi hơn chục cây nữa là về quê cháu là Yên Khánh, Ninh Bình. Thế mà trên đường từ Ninh Bình về quê cháu qua cái xã kêu là Khánh Phú, cách Ninh Bình khoảng 7-8 cây số. Ngay cái xã đó là đông dân số 1 của huyện Yên Khánh, của tỉnh Ninh Bình. Ngay cái vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân nhất Việt Nam. Thế mà ngay cái chỗ đông dân nhất Việt Nam, Trung Quốc cũng có mặt ở đây. Làm ngay một làng Trung Quốc ở xã Khánh Phú. Thanh niên Trung Quốc đến đó làm việc, tìm cách cưới con gái Việt Nam, quấy nhiễu con gái Việt Nam, trêu chọc con gái Việt Nam, say sưa sinh sự đánh con trai Việt Nam. Con trai Việt Nam đánh lại thì bị bắt. Công an cán bộ của Cộng sản Việt Nam đi bảo vệ con trai Trung Quốc, chứ còn đi bắt với đền đàn áp con trai Việt Nam. Rồi là người Việt Nam hỏi tại sao để cho Trung Quốc nó lộng hành thế. Thế là các cán bộ công an Cộng sản ở Ninh Bình bảo là chuyện này nó đụng đến cấp cao, tế nhị lắm. Tế nhị là các bố cấp cao ăn chiên với Trung Quốc, ăn chiên các nhà thầu Trung Quốc, lấy tiền của nó rồi và để cho nó hoành hành dân mình, chiếm đất dân mình, lập ngay cái làng Trung Quốc ở Ninh Bình. Quê cháu mà cái kiểu như vậy ở Việt Nam bây giờ là nhiều vô kể, nó còn lập cả cái thành phố Trung Quốc ở Bình Dương. Thế là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam. Cháu phải nói đi nói lại, có nhiều người cứ nói với cháu rằng là Trung Quốc là Việt Nam có nguy cơ mất nước và Trung Quốc sẽ xâm lược Việt Nam. Cháu xin thưa, cháu bảo không phải là nguy cơ nữa. Trung Quốc xâm lược Việt Nam là một thực tế rồi. Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam và Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam. Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã bán nước và đang bán nước rồi. Chuyện đó là quá khứ và hiện tại rồi, chứ không còn chuyện tương lai. Khi nói nguy cơ cũng là chuyện tương lai. Cho mình đi ở Việt Nam mình thấy Trung Quốc nó cứ kìm nó xếp hàng nó vào, giận không thể được. Cháu nói thật với các bác, nhiều lúc cháu nghĩ cháu đi tu, mình đi tu mình phải chủ trương đối thoại thay đối đầu, phải chủ trương dùng phương pháp hòa bình thay cho bạo lực, chứ không được phép dùng bạo lực, không được phép bạo luôn. Nhưng mà lên đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hoàng Liên ở chỗ tỉnh Lào Cai đó, cửa khẩu quốc tế sang thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc, thấy hàng đoàn thanh niên Trung Quốc nó mặc đồng phục, nó vào ga Lào Cai, nó mua vé, nó xuôi từ các tỉnh Việt Nam của Việt Nam, có khi nó mua tất cả đoàn tàu, nó chở người nó đi xuống, mình đứng còn đau cái ruột. Và nên cháu nghĩ bảo phải, nhưng mình nếu không đi tu thì tao phải cho chúng mày chết. Chồng rất thân quá. Các bác nhìn thấy cảnh trước mắt không thật quá. Khi mình nhìn thấy cảnh trước mắt bật quá. Nó mặc đồng phục, nó nghênh ngang trên tàu của mình, trên đất của mình. Mà ngay ở chỗ đấy, ngay ở đầu sông Hồng đấy, chỗ sông Hồng chảy vào đất Việt, ngay ở đấy, tổ tiên mình đã dựng một cái đền là đền Mẫu Thượng Ngàn. Đền kính bà Việt Nam mình có cái đạo tên là đạo Mẫu Hà Thọ Bạch, Mẫu Thủy, Mẫu Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, đúng không? Thế ngay đầu đó mình dựng một cái đền bà Mẫu Thượng Ngàn, cách đó khoảng gần 500 mét dọc sông làm biên giới với Trung Quốc, lại dựng một đền thờ nữa là đền thờ Trần Hưng Đạo. Có đền thờ cha mình ở đầu nước đấy, có đền thờ mẹ mình ở đầu nước. Cha mẹ mình đứng đó mà có tổ tiên mình ở đó, mà để cho
để cho thằng Trung Quốc nó kìm kìm nó xếp hàng vào Việt Nam này. Tội tại ai? Trước nhất tại tập đoàn cộng sản. Cháu thấy rất buồn, rất đau. Các bác cứ về du lịch Việt Nam, lên Lào Cai đi thăm Sapa một chuyến. Khi thăm Sapa về ra Lào Cai, các bác ở đó ngồi một giờ xem người Trung Quốc sang thế nào. Nó vơ vét sản phẩm tốt của mình đưa sang thế nào và người của nó sang mình thế nào. Rất đau đớn. Thế thì, đấy, Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam rồi. Thế mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam suốt ngày tuyên truyền là Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, Việt Nam Trung Hoa môi hở rất là cả, Việt Nam Trung Hoa tỉnh hữu nghị muôn đời bền vững, và chủ trương quan hệ với Trung Quốc là 16 chữ vàng. 16 chữ vàng và 4 tốt. 16 chữ vàng đấy là láng giềng hữu nghị. Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam chủ trương quan hệ với Trung Cộng là láng giềng hữu nghị, coi Trung Quốc là láng giềng hữu nghị. Rồi tiếp theo là hợp tác toàn diện. Thứ ba là ổn định lâu dài. Thứ bốn là hướng tới tương lai. 16 chữ vàng. Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và một mối quan hệ là theo nguyên tắc 4 tốt. 4 tốt là láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt. Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nhưng mà nói thật ra những người yêu nước ở Việt Nam biết rõ đấy là cái chiêu bài tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam để giữ chức, giữ quyền, để kiếm lợi. Chứ còn người ta biết thật là thằng Trung Quốc nó đang xâm lược mình. Cái mối quan hệ vốn tốt kia phải gọi là mối quan hệ vốn xấu và cực xấu. Hay vì láng giềng tốt nó phải gọi là láng giềng nó giàu sống nào. Hay vì đồng chí tốt nó phải gọi là đồng chí đều cám. Hay vì bạn bè tốt nó phải gọi là bạn bè xỏ lá. Hay vì là đối tác tốt nó phải gọi là đối tác lừa lọc. Các bác đọc. Đối tác lừa lọc. Các bác đọc các cái dự án mà Cộng sản Việt Nam mở cửa cho Trung Cộng vào thầu. Nó thầu các dự án ở Việt Nam ngay ở Sài Gòn, dự án kênh Du Lộc. Dự án kênh Du Lộc là điển hình. Nó thầu của Việt Nam là nó bây cưa, nó không chịu làm cho hoàn thành. Rồi nó làm cái phần ngon, nó ôm hết tiền đi, xong là cái phần không làm thì nó bỏ lại. Là cuối cùng dân mình chịu. Cuối cùng dân mình chịu, bỏ tiền ra cho thằng khác có sơn. Rồi bao nhiêu cái khốn khổ dân mình chịu. Cho phải gọi là đối tác lừa lọc. Phải gọi là bạn bè đều cám. Phải gọi là đồng chí láng giềng khốn nạn. Gọi là đồng chí bao bè xỏ lá. Và thay vì 16 chữ vàng ấy, những người yêu nước ở Hà Nội, miền Bắc chúng cháu hay gặp đang hay ngồi uống nước chè để hè với nhau của tuần cháu còn đi lại tự do, là người ta bình luận, người ta phải nói thật cái mối quan hệ 16 chữ vàng mà lãnh tụ Cộng sản Việt Nam chủ trương Trung Quốc, phải gọi bản chất cái mối quan hệ đó không phải là 16 chữ vàng. Thay vì 16 chữ vàng phải nói cái mối quan hệ nó thế này. Thứ nhất, thay vì láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, phải nói rằng láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai. Phải nhận định rõ cái mối quan hệ của Trung Cộng đối với Việt Nam hiện nay là như thế. Nhận định rõ cái mối bản chất của mối quan hệ nó là gì. Đấy mới là sự thật. Thế nhưng mà đấy là cái họa thứ tư. Trung Cộng nó cướp đất mình, nó lấn biển mình, nó sách yếu hoành hành trên đất của mình, dân mình, và nó làm phá tan cái nền sản xuất của mình, nó phá tan cái văn hóa của mình. Và bây giờ thanh thiếu niên Việt Nam biết về chuyện tàu, biết về sự tàu hơn biết về sự kiện. Làm phim ngàn năm Thăng Long nói về Việt Nam nhưng cũng làm bên Trung Quốc, do đạo bên Trung Quốc, đạo từ Trung Quốc. Thế thì ai mở cửa cho Trung Cộng xâm lược Việt Nam? Ai mở cửa cho Trung Cộng thôn tính văn hóa Việt Nam? Ai mở cửa cho Trung Cộng thôn tính kinh tế Việt Nam? Ai mở cửa cho Trung Cộng vào hành hành trên Việt Nam? Thưa, đấy là tập đoàn Cộng sản Việt Nam mà các bác hay gọi tắt là Trung Cộng. Cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam, tập đoàn Cộng sản Việt Nam, nó là đầu mối gây ra cái thứ khốn nạn. Cháu phải nói như vậy, đấy nó là sự thật. Tập đoàn Cộng sản Việt Nam là đầu mối khiến cho đạo đức suy thoái, văn hóa suy thoái, kinh tế suy thoái và khiến cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Và theo cháu nhận định, người khác có thể nhận định khác, theo cháu, cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam hiện nay nó độc ác vô cùng, nó dã man vô cùng, nó ác với dân mà nó hèn với giặc,
nó ngông nghênh với những người trong nước nhưng nó đớn hèn quỳ lụy trước những người ngoại quốc. Ví dụ phó thủ tướng của nó Hoàng Trung Hải sang bắt tay với thủ tướng Trung Quốc đi bắt tay, mà hình này là do báo đài Việt Nam đưa tin. Cháu lúc cháu đang ở Việt Nam, cháu thấy cái hình đó, cháu ra nhà thờ ra lúc cháu lý, cháu nói cộng đồng xem cái hình phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sang Trung Quốc, thế này có nhục quốc chỉ. Tức là cái thằng lãnh tụ Trung Quốc ấy, mặt nó lạnh như tiền, nó đứng kiếm này, nó đưa tay ra này. Còn ấy, cái thủ tướng Việt Nam đại diện cho cả dân nước Việt Nam, sao cái mặt mày tít tởn nó nở đứng thế này, xong là đưa hai tay lên này. Cháu bảo cái này là bất lịch sử, là thiếu văn hóa, là quỷ lụy, là cung đúc, trông nó nhục quá. Quỷ lụy trước ngoại xâm, chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà, còn đi ra ngoại quốc là quỷ lụy trước người khác. Mà cái quy luật ở đời như vậy, đối nội càng phản động bao nhiêu, đối nội càng tàn ác bao nhiêu thì đối ngoại càng phản động bấy nhiêu. Và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực chất là một tập đoàn phản dân hại nước, là một tập đoàn bán nước buôn dân, bán nước này là một tập buôn dân nữa. Buôn dân này đưa người Việt Nam này sang các nước ngoài lao động làm việc, mà bắt người Việt Nam ở trong nước thế chân rất nhiều tiền. Đưa người, ví dụ cháu ở Việt Nam muốn lao động Hàn Quốc phải đóng tiền thế chân cỡ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Thế phải bán nhà, phải vay ngân hàng đủ thứ để đóng tiền thế chân, đi sang bên đó lao động. Lao động hàng tháng tiền được, lại phải đóng một phần rất lớn cho các công ty nhà nước toa. Ấy thế nhưng mà nhiều người bị lừa không đi lao động được. Cháu ở Việt Nam cho biết họ đến xin cháu cầu nguyện cho nước dân. Rất đau lòng. Bán nước buôn dân. Đưa người dân đi, biến người dân thành nô lệ các nhà máy xí nghiệp ở ngoại quốc á. Biến người dân thành nô lệ các nhà máy xí nghiệp ngoại quốc để tập đoàn Cộng sản Việt Nam ở trong nước lập những công ty xuất khẩu lao động đó để lấy tiền của dân. Ăn tiền hay đầu ăn tật xương tủy của dân. Chưa kể là lợi dụng hộ chiếu ngoại giao đưa người bất hợp pháp sang các nước châu Âu. Rồi là sang các nơi thu hộ chiếu ngoại giao làm. Rồi để cho người ta đi trồng cần sa bán ma túy. Cái này là Trang Nguyễn Tấn Đắc ở Anh Quốc nói với cháu. Trang Nguyễn Tấn Đắc bảo Cộng sản Việt Nam dùng rất nhiều hộ chiếu ngoại giao cho người sang tới Anh Quốc lấy mỗi người 30-40 nghìn euro, sau đó thu hộ chiếu ngoại giao lại bỏ họ lấy sống chết bạc bay tiền thầy bỏ túi. Và những người đó như vậy họ phải đi làm chui, mới đi làm buôn bán ma túy để lấy tiền để trả nhà, bán nước buôn dân. Thế mà ai là nạn nhân của nạn nô lệ mới á, mà đến sứ quán kêu cầu là sứ quán đàn áp ngay chứ không cứu giúp đâu. Bán nước buôn dân tàn ác vô cùng, trời không dung đất không tha. Cái tập đoàn cộng sản ác vô cùng cho theo cháu, mà ác nhất hiện nay, mà ác phổ biến nhất hiện nay á, đó là cái tập đoàn cộng sản Việt Nam. Họ ra các cái chính sách, họ ra các cái luật lệ để cướp của dân. Bây giờ họ ra rất nhiều luật lệ quái đản, mà nhiều luật lệ rất tinh vi để tìm cách cướp của dân. Ví dụ nông dân là cái đối tượng đông nhất và nghèo nhất ở Việt Nam. Trong một mảnh ruộng thì không có bao nhiêu cả ở miền đồng bằng Bắc Bộ. Như quê chúng cháu, người nào nhiều thì được 360 m² đất, tức là một sào Bắc Bộ. Vùng ít đất như thể Bắc Ninh, Bắc Giang, mỗi khẩu, mỗi người chỉ được 10 thước Bắc Bộ, tức là 240 m² đất rất ít. Thế mà chịu bao nhiêu thứ thuế trên mảnh đất. Bình thường mình nghĩ là làm ruộng thì chịu thuế nông nghiệp, có đúng không các bác? Và thuế nông nghiệp là hết, đúng không các bác? Trước đây cháu cũng tưởng vậy. Bây giờ cháu về, ngày trước cháu ở nhà chỉ có nộp sản lượng cho hợp tác thôi. Tức là ruộng đất của hợp tác thì mình làm là mình nộp sản lượng cho hợp tác quy định theo từng vùng. Bây giờ cháu về, bố mẹ cháu nói nhà ta cái 8 sào ruộng đó mà ngoài thuế nông nghiệp rồi còn phải nộp đủ các thứ khoản cả. Hỏi nộp cái gì bố mẹ? Bảo này nộp tiền, đó là nộp tiền bắt chuột. Chẳng biết nhà nước bắt chuột thế nào cho dân biết, bắt nộp tiền bắt chuột. Nộp tiền là thủy lợi, tức là tiền đắp đê điều. Nộp tiền thủy nông, tức là tiền dẫn nước vào đồng ruộng. Nộp tiền quốc phòng. Mình đã đóng thuế nông nghiệp rồi mà mỗi người còn phải đóng cái loại thuế trên là thuế quốc phòng. Các bác thấy có vô lý không? Cái thuế nông nghiệp kia là để dùng cho các dịch vụ quốc gia, cho quân sự, cho an ninh. Lại phải nộp tiền quốc phòng, lại phải nộp tiền an ninh làng xã, lại phải nộp tiền xây dựng đường nông thôn, lại phải nộp tiền kêu là xây dựng trường sở nông thôn. Nộp thuế nông nghiệp rồi cũng phải nộp tiền xây dựng nông thôn. Ông cháu 92 tuổi, hàng mỗi vụ vẫn phải đóng tiền, đóng thuế để nộp để xây dựng trường lớp. Cháu bảo ông bây giờ con cháu đâu nữa, còn có một mình sắp chết rồi mà vẫn phải đóng cái tiền, nó là thế nào? Bảo vậy, nhưng mà nếu không đóng họ thu rồi.
Nó xá mà. Cho nên nó có một mảnh ruộng thôi mà ở Thái Bình á, hồi năm 1997 á, họ thống kê trên một mảnh ruộng người nông dân phải gánh hơn 20 thứ thuế. Bóc lột đến tận xương. Vậy nhá. Vậy đấy nhá. Vậy đấy, nhưng mà chưa kinh bằng cái chuyện mà đi cướp đất của dân. Bây giờ các cán bộ cộng sản ấy cướp đất của dân bằng cái chữ quy hoạch vùng đồi núi để quy hoạch rừng, quy hoạch rừng, quy hoạch khu quốc phòng, quy hoạch biên giới, quy hoạch khu quân sự, quy hoạch lâm trường, vùng nông thôn để quy hoạch làm khu đô thị mới, quy hoạch làm khu công nghiệp, quy hoạch là phát triển nông thôn. Với dưới cái chức danh quy hoạch, các cán bộ cộng sản bao chiếm đất không biết bao nhiêu, và người dân mất đất trắng trợn, đất với nhà mình sống cả bao nhiêu đời nay bỗng chốc thấy mình nằm trong khu quy hoạch và thuộc quyền của ông lớn nào, ông nuôi ông đuổi mình đi. Nó cướp đất trắng trợn dã man mà nó đền bù với giá rẻ mà. Ở ngoại thành Hà Nội, phần đất thuộc về tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ nhập về Hà Nội, đền bù dân với giá 7.000 mét vuông đất, 7.000 đồng Việt Nam một mét vuông đất. 7.000 đồng lúc đấy cháu ở nhà tính ra được hơn 2 cân khoai lang. Vậy mà khi quy hoạch thì bán hàng chục triệu đồng một mét vuông. Vậy. Cho nên có chuyện cho nói mà. Cha Trịnh Duy Công ở Sở Kiện khi mà quy hoạch cái thành phố Phủ Lý lấy đất của dân ngày ra ngày giảm. Cán bộ cộng sản cứ lấy đất của dân thế này, dân hết nguồn làm ăn sinh sống. Có khác nào các ông cắt cái dạ dày của dân, các ông luộc chín thái đặt lên đĩa rồi các ông ngồi nhắm rượu với nhau. Cướp cái nguồn sống của dân, phá văn hóa của dân. Vậy đấy, cướp tràn lan, cướp trắng trợn mà dân có đi kiện không ăn thua. Ở Hà Nội chúng cháu giúp không biết bao nhiêu đoàn dân hoan, chỗ ăn, chỗ ở, nước uống, với cách thức làm đơn từ đi thư kiện, nhưng mà chúng cháu biết kiện có cả năm cũng không ăn thua. Bởi vì trên dưới nó là một ruột ăn cướp, nó toa rập với nhau hết rồi. Từ trung ương đến địa phương nó là một cánh ăn cướp với nhau. Nó đè nén, nó cướp bóc của dân một cách trắng trợn. Cho người dân hoan ở Hà Nội, họ mới nói là xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che, trung ương đùn đẩy, kiện Phủ Khoa. Xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che, trung ương đùn đẩy, không biết đâu cả. Nhưng mà mình không đi kiện thì biết làm cái gì. Có đi kiện phải kéo dài cái chết gắt ngoài. Rồi đi kiện lại cũng bị công an đàn áp bắt vớ. Đang nấu cơm trên hè phố ở vườn hoa mai xuân thưởng cái này cũng bị công an đến tịch thu mùng màn thiếu gối, đá các cái xóm cơm người ta đang nấu. Đấy thì theo cháu thấy nhá, cái tập đoàn cộng sản Việt Nam ấy, nó là đầu mối gây ra các thứ tội ác, đầu mối gây ra các cái hiểm họa đối với dân Việt Nam. Và tập đoàn cộng sản Việt Nam đang bán nước buôn dân, và tập đoàn cộng sản Việt Nam ấy, là kẻ thù trực tiếp nhất của chúng ta. Tập đoàn cộng sản Việt Nam là kẻ thù trực tiếp nhất, là kẻ thù quan trọng nhất, là kẻ thù nguy hiểm nhất, là kẻ thù cần phải loại bỏ nhất. Tập đoàn cộng sản Việt Nam là kẻ thù cần phải loại bỏ nhất. Nếu không loại bỏ được tập đoàn cộng sản Việt Nam, đừng nói chuyện bảo vệ Việt Nam khỏi họa Trung Quốc xâm lược, đừng nói chuyện cải thiện kinh tế, văn hóa, chính trị, đạo đức ở Việt Nam, đừng nói chuyện gì. Muốn nói chuyện gì phải hạ cái cộng sản Việt Nam cái đã. Cháu phải nói vậy nhá, là bởi vì có nhiều người nói thế này này, nhiều người nói với cháu bảo bây giờ trong lúc mà Trung Quốc xâm lược Việt Nam thế này, mình phải đoàn kết với nhà cầm quyền Việt Nam, phải đi theo đường lối của nhà cầm quyền Việt Nam để cùng nhau đoàn kết với trong Trung Quốc chứ. Cháu bảo các có một người quen quay với có cái đầu như vậy, có cái đầu mát mát hâm hâm thì mới quan niệm như vậy. Vì sao? Xin thưa, vì lẽ đơn giản thế này, quyền lợi của tập đoàn cộng sản Việt Nam gắn liền với quyền lợi của cộng sản Trung Quốc gắn liền, và cộng sản Việt Nam sống được nhờ cộng sản Trung Quốc, và cộng sản Việt Nam đâu có thực tâm bảo vệ đất nước, giúp đỡ người dân. Cộng sản Việt Nam đang cúi đầu thần phục Trung Quốc và đang mở đường cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Và cộng sản Việt, những ai là người Việt Nam yêu nước bây giờ đứng lên chống Trung Quốc thì cộng sản lại bắt người đấy. Việt Khang là một thanh niên yêu nước, làm mấy bài hát yêu nước cổ vũ chống ngoại xâm. Thế nhưng mà Việt Khang bị cộng sản Trung Quốc bắt. Bao nhiêu những anh chị em khác đấu tranh chống Trung Quốc bị cộng sản Trung Quốc bắt. Thế cộng sản Việt Nam nó đang chống những người chống Trung Quốc, vậy mà bây giờ mình bảo đi bắt tay với nó, đối thoại với nó để cùng nó chống Trung Quốc thì đầu mình không bình thường. Cái mà để giải quyết tận gốc vấn đề theo như cháu thấy.
các bác phải làm sao trong phạm vi của mình phải biết cộng tác với những người khác xung quanh, trong phạm vi của cá nhân mình, của cộng đoàn mình, của tập thể mình, cùng với những người trong nước liên kết lại để giải thể cộng sản ở Việt Nam. Đấy, phải liên kết lại để giải thể cộng sản ở Việt Nam thì mình mới nói được những chuyện gì, bàn tính được những chuyện gì tiếp theo. Và cháu thấy có một điều cháu bảo này, cháu nghe nhiều người nói là vùng San Jose này là trung tâm chống cộng mạnh nhất ở miền Bắc Cali, nếu không nói là ở toàn bộ Hoa Kỳ. Nhưng mà cháu thấy một điều lạ này, là ngày trước lúc cháu còn là học sinh phổ thông với đại học, cháu thấy thời đấy các phong trào chống cộng ở ngoại quốc rất mạnh, đặc biệt ở Mỹ. Mà lúc đấy thì cộng sản nó đang mạnh, nó đang lên. Cộng sản đang mạnh, đang lên thì mình đi tìm cách chống nó. Cái đó cháu thấy là không đúng. Lúc đấy mình lại mới chân ướt chân ráo sang Mỹ đây. Lúc mình lại vừa qua cơn gió táp 7 năm. Phải chi lúc đấy mình khôn, mình lo củng cố sức mình cho mạnh, lo bồi dưỡng thân thể, lo cho tay chân nó mạnh ra, nó dài ra, lo cho mắt sáng ra, tai to ra, đầu to ra, rồi là củng cố nội lực của mình cho mạnh mẽ, để đến bây giờ nó yếu mình mới hạ nó. Thế cháu thấy buồn cười, ngày xưa lúc cộng sản đang mạnh thì mình ở đây này đang yếu, đúng không? Ngày xưa cộng sản đang mạnh ở đây các bác đang yếu, các bác lại đi chống nó, chống làm sao được? Bây giờ đến lúc cộng sản nó đang yếu, nó đang đi vào cái cơn khủng hoảng giấy chết thì các bác ở đây, các bác ở đây lại không chống cộng mạnh như trước nữa. Đấy là không bình thường. Ngày trước cộng sản mạnh các bác yếu thì các bác đi đánh nó. Bây giờ đến lúc cộng sản yếu các bác mạnh lên thì các bác lại không đánh nó nữa. Không phải đánh nó ít đi. Thế đó là không bình thường. Nhưng bây giờ theo cháu thấy các bác à, bây giờ đến lúc cộng sản nó đang khủng hoảng rồi, nó đang giấy chết rồi, bây giờ mới là lúc các bác ra tay mạnh mẽ. Bây giờ mới là lúc các bác phải liên kết lại mạnh mẽ. Và bây giờ mới là lúc các bác liên kết cùng những người trong nước tìm cách giải thể nó. Và cháu đang nghĩ nha, các bác ở đây là những người đứng tuổi rồi, có nhiều kinh nghiệm với cộng sản rồi. Các bác phải làm sao truyền được tinh thần đấy cho thế hệ con cháu. Phải truyền được tinh thần đấy. Sự nghiệp mình chưa hoàn thành thì con cháu cũng hoàn thành. Và mình tin rằng nếu mình có tâm, nếu mình có tâm, nếu mình có lòng với dân với nước, nếu mình có niềm tin đủ để đi theo cái chính nghĩa mình đang theo đuổi thì tất có ngày thành công. Tất có ngày thành công vì sao? Vì dân Do Thái mất nước gần 2.000 năm, họ có niềm tin vào Chúa, có niềm tin vào ngày hồi hương. Thế mà năm 47-48, gần 2.000 năm họ phục quốc được. Thế mình đây, nếu mình có niềm tin như vậy, nếu mình biết đoàn kết như vậy và mình giữ cái lý tưởng phục quốc như vậy, hồi hương như vậy, tất có ngày mình sẽ hồi hương. Nếu mình có cái tâm tình như người Do Thái rằng là bên bờ sông Babylon ta ngồi khóc nỉ non, Jerusalem hỡi, thủ đô Jerusalem, Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi thì tay gầy đàn thành tê bạc, lưỡi sứ ca sẽ dính với hạt, tức là chết cũng không quên, cố đô chết cũng tìm cách trở về. Cuối cùng họ đã trở về được. Các bác ở đây cháu nghĩ nhiều, các bác cũng không quên, vì ở đây các bác đang đấu tranh đòi đặt tên là Lido Sài Gòn, tức là không quên cố đô cũ của các bác. Thì cháu nghĩ rằng nếu các bác truyền được cái tinh thần đó là đời các bác chưa xong thì đời con cháu các bác sẽ hoàn thiện. Và cháu đây cũng đang tuổi con cháu các bác thôi, đang tuổi con tuổi cháu thôi. Cháu thấy ở Việt Nam bây giờ càng ngày càng có nhiều người vùng dần lên, càng ngày càng có nhiều người trẻ vùng lên, càng ngày càng có nhiều khối dân cư bất mãn với chế độ nổi dậy, càng ngày càng có nhiều người trẻ dấn thân vì chính nghĩa. Cháu đây ở Việt Nam là thuộc hạng già. Ở Việt Nam bây giờ những bạn trẻ dấn thân là ít tuổi hơn cháu nhiều, bằng nửa tuổi cháu là nhiều nhất, bằng nửa tuổi cháu. Cháu cũng rất lạc quan và hy vọng. Thực sự 4 năm vừa rồi cháu thấy tình hình Việt Nam nó biến chuyển 4 năm vừa rồi nhanh hơn cháu nữa. Cách đây 5 năm, tức là đầu năm 2007, cháu không thể nghĩ là sau 5 năm tình đất nước của Việt Nam nó biến chuyển như thế nào. Cháu nói vậy để các bác cũng gia tăng lời cầu nguyện, và cần thiết hơn là gia tăng phối kết hành động để góp phần giải thể chế độ ở Việt Nam. Cháu xin cảm ơn các bác.